Thưa quý vị, vào tối qua 13 tháng 11 năm 2023, đội cảnh sát giao thông công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại tất cả các tuyến đường trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Chỉ trong vòng 4 giờ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn ở Hương Lộ 5, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lực lượng công an huyện lập biên bản 32 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 2 xe ô tô, 30 xe mô tô. Điều đáng lo ngại là trong 32 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, có đến 23 trường hợp không có giấy phép lái xe. Đi làm về. Ít à, muốn ít. Tại đi làm hôm nay là có tiền, cho nên đi chút xíu. Ai muốn như vậy đâu, ai muốn đâu. Tại vì hôm nay công ty có tiền, cho nên là mới vậy thôi. Nằm bà lon vậy anh em mà chú đi biển mới vô mà, ôi sao do với bạn bè rồi đó. Rút kinh nghiệm chứ, làm sao nếu đi là mình phải rút kinh nghiệm là không có nên nhậu nữa mà đi xe. Để phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp đã uống rượu bia còn lái xe, ngoài lập chốt, đội cảnh sát giao thông công an huyện Long Điền còn tổ chức tuần tra lưu động trên các tuyến đường. Tính từ đầu tháng 11 năm 2023 đến nay, công an huyện Long Điền đã lập biên bản 125 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 122 xe mô tô, 3 xe ô tô. Trong thời gian tới thì lãnh đạo công an huyện Long Điền sẽ bố trí thêm nhiều ca tuần tra hơn nữa và xử lý nghiêm khắc hơn nữa về cái tình trạng mà sử dụng rượu bia khi điều khiển xe để làm giảm bớt cái tình trạng tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra liên quan đến rượu bia.